Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu với bác một nhạc phẩm Siêu Đoá Hồng. Đây là nhạc của Nga hay của Pháp. Với nhạc phẩm này Vương hát trên một đôi bài rất là VIP 4 số. Giá thành đầu tư thì cực kỳ hợp lý với bác chơi. Một tình yêu anh hoa si, người trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm. Và ngôi nhà xinh anh đã mang bằng làn dòng máu mong trái tim mình. Dưới ánh nắng sương nóng anh chiều cành ông que sáng tao. Mỗi sự thơm biết sơ thư em nơi hoa cười trong lá. Sẽ những vùng trời kia những yêu thương tình say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh em tình dơ, tưởng còn say đắm giấc mơ màng. Ngoài sân nhà em hoa rực rỡ, chờ anh đứng dưới hiên buồn. Dưới ánh nắng sương nóng anh chiều cành hồng quê sắc nóng. Mỗi sáng sớm biết sơ thư em như hoa cười trong nắng. Sẽ giữ vững cho ai kia trên yêu thương tình say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Chiều cành hồng quê sáng nắng, mỗi sáng sớm bên sân thư em như hoa cười trong nắng. Sẽ diễm phúc cho ai kia trên yêu thương tình say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc thì em chỉ hát nửa đoạn thôi, nhưng mà đôi loa này hay quá, hát trọn bài luôn. Xin thưa các bác là ngày hôm nay các bác đang được lắng nghe và trải nghiệm một cặp loa 4 số đời rất là cao, đó là 4731A. Dòng loa với thiết kế rất là hầm hố và hoành tráng, với hai bát 30 từ 22 côn 100. Ok, dòng loa này thì nguyên cái cái bát quả bát 30 phía dưới này đánh giải bát xuống, cho nên các bác nghe đặt tai vào đây nghe, chúng ta không thể nghe tiếng lời ca sĩ ở đây, chỉ tính nghe âm mình cho mình thôi. Còn bên trên này chúng ta sẽ nghe được cái giải trung âm của nó. Trên hệ thống phân tần nó đã chia giải ra rồi. Còn bên trên này là nó thiết kế một chép từ 22 côn 100, ba củ chép đều từ 22 côn 100, loa đẹp lên ken luôn quá. Mềm mại trong gia đình, nó không bị rát, không bị chát chúa như dòng loa 4733. Nó đủ cái công lực để làm say đắm cho những anh em nào thích chơi mạnh mẽ, và nó đủ cái độ mềm mại chi tiết cho anh em nào thích nghe nhạc bolero và nghe nhạc không lời.
và hát karaoke với những cặp loa này thì tiếng mic của nó quá đầy đặn và nó có lực, có lửa. Chúng ta có thể hát đông người và hát giao lưu cực kỳ tốt. Những đôi loa về trong tình trạng còn đẹp như mới luôn các bạn. Đấy, bò góc cạnh của nó chuẩn chỉ 4731. Xuất sắc. Đấy. Mức đầu tư của đôi loa này em nghĩ rằng là nó thời điểm này nó quá hợp lý cho các bác chơi. Loa đẹp như mới, rốn đỏ au như gái 18 luôn các bác. Đôi loa này các bác có thể chơi không cần súp nó đã đủ hay rồi các bác. Ba đường tiếng thì bao giờ nó cũng có lợi thế về cái giải trung âm. Nó tiếng nó nét và nó rõ hơn rất nhiều. Hát cảm thấy tiếng mic nó dày, nó đưa đẩy và rất là mềm mại, dễ nghe. Toàn bộ hàng được bao zin 100%. Với những hàng này thì khả năng bảo vệ loa rất là tốt. Côn của nó toàn côn 100 thôi cho nên là nó rất là bền. Nó không bị dễ cháy như dòng loa khác. Mức đầu tư của cặp loa này hiện tại em đang bán cho các bác với giá 48 triệu tại cửa hàng. Rất rẻ đúng không? Rẻ ngang bằng với những đôi loa bắt đơn thôi. Thời điểm này mua loa là thời điểm vàng luôn các bác. Bình thường những đôi loa này có giá rơi vào tầm 56 đến 58 triệu đồng. Đến thời điểm này giá thành đầu tư của nó rẻ hơn rất nhiều. Chỉ có 48 triệu cho cặp loa này. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến cặp loa 4731A này, alo cho em với số máy 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Địa chỉ của em là An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, là chuyên phân phối về các loại loa Mỹ cao cấp và súp Mỹ, phương súp mời các bác nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.